À, nhớ giờ hôm nay là những cái điều, những cái ngày mà thầy đến đây hôm nay, thầy mấy con thấy, mấy con thấy đâu có người nào mà dám lên 30 phút nữa đâu, không dám đâu. Hôm đó còn đưa tay 30 phút rồi, trước nay mà dám đưa tay 30 phút đâu. Phải không? Mấy con thấy thì rất thường đưa tay 30 phút, mà bây giờ không cần thì nhiên nó dập tan nát hết chứ đâu có gì dễ đâu. Thầy nói thật sự đó, khi mà an trú rồi cái pháp của mình nó thưa rồi thì mới chừng, chứ không phải dễ đâu. Còn cái nhiếp tâm mà an trú có khi được 30 phút, có khi không, mà mình nói 30 phút là chết đó, không dễ đâu. Cho nên nó lọt qua cái cửa này không phải dễ được, lọt cố gắng 1 phút cho thầy. Thà là từ chú ít mà chất lượng cao thì lần lượt thì dẫn mấy con đến 30 phút một cách dễ dàng hơn đó. Rồi một ngày nào đó mấy con thấy 30 phút dễ dàng quá, có gì đó. Nó con coi thường nó đó, tu rồi mấy con coi thường 30 phút rồi bỏ đó. Mà bây giờ một phút rồi mấy con thấy không chuyện, không có chuyện dễ với nó đâu. Cho nên cái sự tu tập là phải như vậy, tu tập mới thấy được cái khó của cái lúc mới tu và cái khó của tu lâu. Cái khó của tu lâu nó có cái khó của nó, mà cái mới tu nó có cái khó của mới tu, chứ không phải nó dễ. Nó dễ khi nào tôi xong rồi nó dễ. Trời đã có tưởng gì chứ tứ thần tốt, tưởng gì chứ tam huynh, tôi làm cái rẹt biết hết. Nhưng mà tự mình tu rồi, còn bây giờ nói về tam huynh thì các con cũng như người mù vẫn không biết nữa. Thật sự ra thầy nói thật sự, khi một người làm rồi thì là ba con tam huynh nó không có ra gì, chỉ là một cái dàn lực ở trong thanh của chúng ta thôi, không có cái gì mà gọi là đặc biệt vĩ đại gì hết. Nhưng mà ở ngoài mà nghe nói có tam huynh, trời ơi, ông này chứng quả nói ngon lành thì chứ thật đâu có gì, không có gì. Chính cái chỗ bất động tâm của mấy con, mấy con sống rồi mấy con mới thấy đó là giải thoát. Con thấy bây giờ chỉ trong vòng một giây một phút mấy con đạt tâm bất động thanh tạng, mà mấy con thấy một cái trạng thái hiện ra bất động thanh tạng thật sự. Chứ bây giờ cái tâm bình thường của mấy con bất động thanh tạng thì mấy con có nhận ra, nhưng mà nó đâu phải vậy. Khi nó kéo dài ra nó khác xa lắm. Nó thật sự bất động thật sự chứ đâu phải. Còn bây giờ mấy con nó bất động cứ người ta la tiếng cái nó động liền. Trời xé mấy con giật mình, chúng mới bàn những thứ là pháp. Có phải không mấy con hiểu không? Bây giờ mình là người bình thường mà, cho nên mình còn chấp ngã, cho nên mình sợ chết. Chứ nghe có thì ra một cái là chúng mới bàn tối liền chứ đâu có dám ngồi hoài đó. Cho nên cái hành động của một người bình thường nó khác với cái người mà bất động của người kia. Người bất động bây giờ mà thầy nói thiên lôi bây giờ thả một trăm ông thiên lôi xuống đây cầm tầm xét làm rầm rầm, ông ngồi căng căng, ông sợ bất động của cái người tu chứ. Nghĩa là ông có sợ. Thầy nói như thế này để mấy con thấy này, chúng đồng đại bác mà kêu nó pháo vẫn ngồi bất động, không có sợ gì. Trong chiến tranh các con biết thầy thì chưa có cái lực đó đâu, trong chiến tranh thầy ngồi tu mà thầy chỉ có nhiếp tâm được thôi. Mà máy bay á, nó bắn cái bức kết ở trên cái chỗ cái am thất của thầy, cái chỗ mà cái tượng Phật nằm á, thất của thầy ở đó đó, mà máy bay về ruộng đó mà nó bắn vô rồi lính nó khủng bố trong, nó đi bố trong cái vùng này mà Mỹ nó bắn răm răm ở trong này, bắn gì bắn, thầy ngồi bất động. Chừng mà quân đội đến mới thấy tao này sao ông ngu quá vậy, thầy thôi ông nằm xuống bắn chết ông sao. Thầy mới ngồi trên cái tảng đá ở trong cái thất thầy có làm cái tảng đá, thầy ngồi thần tĩnh đi, nó nói ông dừng, nó la ông dừng. Thầy ngồi tù nó không bắt thầy đứng nào, nó thấy thầy chủ nhưng mà nó thấy thầy nó quản hồn thế thì ngồi. Chừng nói cái nhà thầy nói ra bắn đạn dũng nhà thiết, mà thiết đen dũng nát, mà thầy làm sao. Thầy nói giới luật hay việc thiền định cũng hay, nhất tâm an trú nó không lũng mà chúng nào. Chứ còn mấy con mà ngồi lơ mơ mà sợ nó lũng mấy con hết rồi, tại vì mấy con sợ. Còn thầy thì không sợ, cho nên cái nhất tâm an trú nó có cái sự bảo vệ rồi. Cho nên thầy nói làm sao mà cái nhà của mình lũng lỗi như vậy, như thế này lũng lỗi mà cái thân mình làm sao mà nó tránh được đạn được. Chắc có lẽ mình nó cũng sỏ vô mà điểm bạc. Thầy nghĩ gì chứ thầy không biết, nhưng mà điều kiện là thầy ngồi bất động. Thì các con thấy Phật pháp nó vi diệu đến cái mức độ, cái từ trường của nó đến mức độ này. Mà chỉ đó là nhiếp tâm thôi, nhiếp tâm an trú. Bây giờ nhiếp tâm an trú của mấy con vậy rồi, chúng bắn đổ đuộc ở chứ ở đó. Có phải không? Còn nhiếp tâm như thầy không có vọng tưởng, ta còn nghe nói thầy lên à, thầy lên trên chân không, thầy tu với huynh đệ ở trên đó tu pháp hy vọng gì 30 phút không niệm khởi. Còn bây giờ mấy con một phút mà có niệm rồi, mấy con nghĩ sao 30 phút với thầy. Có phải không? Nhưng mà một phút của mấy con không niệm bằng 30 phút thầy không niệm. Ví dụ thầy đặt sẵn ở trong cái đời trước của thầy rồi, cho nên cái chuyển nhiếp tâm của thầy nó dễ dàng của mấy con. Một niệm của mấy con dụng tâm
Còn thầy từ 30 phút trở lên thầy mới dựng công. Tự nhiên mà. Tự nhiên lắm, bị ngồi lên không niệm. Làm như thầy tu hồi nào đâu, thầy cũng chẳng biết. Lên đâu huynh đệ ngồi rung đùi hết, thầy không rung. Đó không nghĩ gì hết. Làm cái tự nhiên của thầy mà. Cho nên nhờ đó mà thầy tự tu tự chứng. Chứ còn tở như mấy con hồi giờ mà đem một đống tạng kinh viên thủy ra mà nghiên cứu chắc tu chắc lắm hết. Đó không nghĩ gì. Nó chưa có đủ, còn cái xích định của thầy nó đã tìm biết nó đã có như vậy rồi. Cho nên thầy biết nó rất quý, biết tâm an cũng rất quý. Vậy mà thầy giải cái con hỏi sao tu không được thì nó con dở quá, dở chết dở. Đem cái pháp quý báu vô cùng. Thầy nói như vậy không phải là nói thầy hay đâu, mà để cho mấy con thấy cái lực của phương pháp niết tâm an trú mà trong lúc đó thầy có định đâu. Trong thời chiến tranh mà. Cho nên vì vậy mà thầy ngồi mà xuống đạo bắn vậy mà không giết cái trứng gì nào thầy thì cũng là. Thầy hồi đó thầy gan dạ lắm, thầy không có sự chết. Thầy nó chết một đời tu hành của mình thôi. Cho nên thầy ở trên Hòn Sơn như vậy. Chết bỏ chứ quyết định là thầy. Quyết định là tu tới nơi tới. Cái liều của thầy làm gan. Gan dạ thầy ghê gớm. Ngao tại mình chết bỏ thì không có bao giờ mà đi như cô mạng. Quyết định là ăn là sống. Làm gì làm thầy hoành làm thầy gì hoành làm cho mình là thầy làm sao thầy được. Thầy không có đầu hàng, thầy mới ăn người hao làm sao. Nó làm đó nó mệt là mặt là gì chú thứ. Không con thấy không? Cho nên cái gan dạ, cái bền chí, cái sức dẻo dai thì nó đưa mình đi đến chỗ này, đến chỗ này. Chứ còn mà nếu mình thiếu cái sức gan dạ, thiếu sức bền chí, nó hơi khó khăn cho mình nào. Thầy thì càng khó khăn bao nhiêu thầy vượt qua bao nhiêu, thầy không đầu hàng trước cái nghiệp của mình. Còn biết sống gió thì người bao nhiêu thầy vượt hết. Hôm nay mới có mấy con ngồi gần thầy, còn tớ mà thầy cũng vượt chắc chắn là thầy ẩn bóng đâu thì nhập biết bàn nữa là khác. Nếu mà thầy tiêu cực một chút nữa giải cái con giải thoát chứ thầy còn cái gì nữa mà thầy ở đây mà thầy cực khổ như thế này. Thầy chỉ vào niết bàn cho khỏe cái thân của thầy, hoặc là thầy kiếm cái hang nào thầy ở vô một xíu thôi. Để giờ mà đi dạy gì cũng cực thầy chứ bộ nói bộ không mệt thầy được. Nó không hiểu. Nhưng mà thầy thiết nghĩ rằng Phật pháp quá hay, mình làm được thì phải giúp đỡ cho chúng sanh thật dựng lại cái chánh pháp để cho loài người trên này có những cái chỗ đứng chỗ dựa cho nó vững vàng. Chứ mà thầy đi như thế này thì mình không tin đâu. Mình đầu hàng trước cái nghiệp, trước cái nghiệp của chúng ta. Cho nên thầy không đầu hàng lúc nào thầy mấy con thấy gặp khó khăn thì vượt lên. Thì vượt lên để làm gì? Để tạo cho có những ngày giờ này người nào có đủ duyên bền chí, biết bao nhiêu người sách gói ra đi. Họ thấy họ sợ quá, họ sợ sống giặt họ, họ bỏ gói sách ra đi. Nhưng mà còn những người nào mà nằm lại đây thì mấy con thấy hôm nay nó có những cái lớp như thế này. Nó có những cái tâm đoàn như thế này để rồi chúng ta vượt lên để mà chúng ta thực hiện được con đường giải thoát quan. Con thấy cái sức bền chí, cái gian dạ của thầy. Trước cái việc làm của thầy thì còn gặp khó khăn thì vượt lên. Bất cứ một cái khó khăn nào. Chứ không phải là riêng cái sự khó khăn mà trên cái đường tu mà thầy vượt qua mà tới cái việc làm của thầy, thầy đầu hàng trước cái sự khó khăn này. Cho nên mấy con phải bắt chước thầy. Thầy là một cái gương hạnh khống, vượt qua không có lúc nào cũng vượt qua cái ác pháp hết, không có đầu hàng trước cái nghịch cảnh khó khăn gì. Nhưng mà mấy con biết không, cái bộ đường về sứ phật của thầy xin phép ra được rồi, bây giờ mà phổ biến ra là thầy bị dập tan nát hết. Thầy báo trước cho mấy con đừng có nghĩ, đừng có nghĩ là người ta để yên thầy đâu. Nó không những cả cái tôn giáo mà không những mà đại thừa mà nó phá những cái tôn giáo khác nữa. Bởi vì thầy dập cái thế giới siêu hình, thầy đặt những cái tư tưởng từ lâu tới giờ người ta đã truyền vào cái đầu óc của con người, loài người là có thế giới siêu hình, là có linh hồn, là có đức Phật, là có Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà bây giờ thầy dập xuống không còn ai nữa. Mà đọc cái bộ sách này rồi, nhà nước cho phép rồi thì thầy có quyền phổ biến chứ sao. Mà phổ biến thì ai nhắm vào thầy chứ còn nhắm vào ai. Giết ông này cho rồi, giết cái miệng ông cho rồi thì nó đỡ mình chứ sao. Lẽ được là ai còn dám nói gì nữa. Thì mấy con sẽ thấy thầy nói rồi nữa. Nó tìm mọi cách nó hạ uy tín của thầy đủ loại. Mà không được rồi, nó mượn ba cái thằng du cô nó vô đây. Nó tìm cái thầy ở chỗ nào, nó lôi ra, nó làm một dao thôi. Thì mấy con không có ngày gặp thầy. Nhưng mấy con đã tưởng đâu phải giết thầy dễ đâu. Nó vừa tới giết thầy biết rồi. Thầy đâu ấy ngu quê như mấy con đâu.
Nhưng cái gì nó cũng là do nhân quả mấy con, đừng sợ. Cho nên vì vậy mà thầy giả với con tu rồi thì giết thầy còn mấy con có sợ nào đâu, người nào cũng tu chứng hết, là sẽ giết hết, có ai không? Cho nên bây giờ mấy con ráng nghe lời thầy tu tập, sớm chừng nào tốt chừng nãy. Bởi vì các tôn giáo ở trên hành tinh này là nó bây giờ nó tập trung rồi, bởi vì sách của thầy nó đâu phải phổ biến ở trong nước đâu, nó cả thế giới. Thì mấy cái tôn giáo này hồi nào bây giờ nói có cõi trời cõi đất cõi cực lạc thiên đàng gì đó, bây giờ nó bị dập đầu nó xuống hết rồi. Rồi một mặt khoa học nó chứng minh nữa rồi, thì bắt đầu bây giờ nó còn đất đứng ở chỗ nào thì nó không nhắm vào thầy sao? Mà mấy con không dám tu nữa thì thầy chết rồi thì chạy như là mất luôn. Mười cái bộ sách đường về chứ phải có, nó đem đúc sạch, nó không có cho phủ biến chỗ nào hết. Nó giàu có tiền bạc nó nhiều, nó muốn đúc sạch để ở đó đừng nói chuyện. Cho nên nó cho nên mấy con hiện giờ thì thầy chưa có cho phổ biến rộng lắm, nhưng mà Phật tử đến thì cũng cho, nhưng mà điều kiện để chờ mấy con tu xong. À mấy con tu mà làm chủ được thì thánh chết rồi thì thôi cứ cho ra hết đi, đừng có để. Thì chừng đó giết thầy giết con thì mấy người kia còn sống. Còn người đó giết mình có ăn thua gì đâu, tao về biết đạt xuống còn sướng hơn là tao ở thế gian, có phải không? Có vậy thôi. Còn mấy con còn ở thì còn cực khổ chứ gì, cực khổ phải dạy người chứ, không lẽ bây giờ mình đã đền đáp ơn Phật ơn thầy rồi giờ mình chung trong hang mình trốn hả? Đâu có lý vậy. Cho nên mấy con phải chịu cực khổ nè, phải đi đứng lớp dạy nè, phải hướng dẫn người ta tu hành nè, phải kích thước lập trường lớp để dạy người, đem lại cái nền đạo đức nhân bản nhân đức trời. Đó mấy con, hôm nay là vì cái mục đích mà mấy con thấy cái diễn ảnh nó vừa tốt mà cũng là vừa xấu đó. Mà nếu mà chúng ta không chuẩn bị kịp những cái người tu chứng á thì ngày mai nó sẽ mất. Cho nên hôm nay ngồi trước mặt thầy là mấy con là những bậc A La Hán coi chừng á, mà La Hán giả thì coi gì hết á. Cho nên phải ráng mấy con, cũng là một cái sự sắp tấn của thầy, cũng là một sự nói thật tình đấy mà. Trong từng phút từng giây chúng ta sống ở đây, chúng ta tiếng cười, chúng ta thật sự, chúng ta cười như cái sự thật ở ngoài kia biết bao nhiêu. Và cái chánh pháp của Phật mới có le lói một chút xíu thôi, nền đạo đức của đạo Phật nhân bản nhân quả thầy mới dừng lại. Có mấy tập đạo đức nhân bản còn nhân quả chưa hết thì mấy con biết còn công việc nhiều, rất nhiều, không thể ít được.